Xin chào tất cả các bạn, sang ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tô màu quả dứa. Chúng mình bắt đầu và làm nhé.
Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu con nhím. Chúng mình cùng bắt đầu và làm nhé. Mình chắc được 10 điểm không? Trưa nay ăn gì? Đủ chưa chị? Chắc tại trưa nay mình không nấu cơm cho Hiền nên là Hiền ừ như thế đấy. Hôm nay tao không dậy sớm nấu cơm cho mày Hiền nữa. Vẫn là cái cô khó tính hôm qua. Sáng hỏi con bên cạnh, ê không? Có mà cô cho bọn em mở điện thoại ra, thế bọn em cũng check được hết. Vậy ạ. Xong rồi con bên dưới tao rất hãm lồn mày ạ. Mày ơi, mày ơi. Nói gì nó không nhắc à? Ê thôi, ta Hiền ơi Hiền đừng nói những cái thư thô tục như thế. Tao không? Cô lúc đấy tự dưng cô lại ngồi cạnh tao. Thế là tự nhiên lúc đấy tao phải quay xuống tao hỏi con bên dưới. Nhưng mà con bên dưới biết không? Tao vừa quay xuống phát nó biết đúng không? Tao kiểu thật, bạn thật sự làm như vậy. Chứ trò con đấy biết làm đúng không? Thì nó mới thế chứ. Thì nó thế. Không thì nó che cái gì. Quay xuống. Xin lỗi nhưng mà hơi lờ nha. Ờ. Nhưng mà xinh thì tao không nói nhưng mà con này thật sự luôn. Lại còn vừa ăn đi full con vừa xấu à? Ừ. À lại còn vừa hài lờ vừa luôn. Rất luôn đi thật sự. Xấu là dung à? Dạ. Xấu là dung à? Hay là cứt là dung ấy nhỉ? Sẽ cứt là dung. Anh nhớ là trước mình hỏi tên dung là gì ấy. À cứt là dung chứ nhỉ? Yeah, cái từ ấy thì tiếng Trung á, theo tiếng Trung á. Tiếng Anh ấy. Xin. Nhớ cho bà dùng cái hãm chúng mình tìm được cái từ gì mà nói bà ấy. Nhớ. Nói chuyện nhiều thì rất là chán. Chị ơi, từ năm lớp 9 rồi chị bắt em nhớ lại chị bây giờ sao thế đấy. Thế nhớ cái lần năm lớp học năm lớp 7 lớp 8 kêu là ố, cái này học năm lớp 8 với 7 lớp 8 thôi mà em nhớ. Chị phải gợi mở lại em mới nhớ chứ. Em nhớ được. Ừ, nó mới cứ xí cứ dùng. Buồn. Thật sự chắc cũng được 5 điểm. Mong thế. Mày thì thấy chị tao chưa? Tao nghĩ nhất tao phải được. Thật sự luôn ấy, đừng nhắc đến câu chuyện đấy nữa. Thôi. Chết rồi. Quả này thật sự luôn ấy. Tao ra chứ. Tao chứ. Sao nghe nó phải như này mới đúng này. Tao nhìn của tao chả đúng thế này. Đói quá anh em ăn gì? Chà đi. Ăn kho tàu. Không. Mày nhìn kho đi. Kho đi. Ăn kho kiểu không? Không. À không. Mà chiều qua làm gì đâu đúng không? Nhưng mà mọi người rất là đói đúng không? Đúng. Đúng. Đói. Bình thường. Vãi là đói bình thường. Hay là ăn thịt sốt cà chua nhá. Thịt băm sốt cà chua ấy. Mà ăn thịt cũng là chua hả? Băm, thịt này thì băm. À thôi chúng mày ơi, ăn thịt băm với ngô đi, không có để ngô đổi. Ngô đâu mất rồi? Ừ. Chứ thôi à. Ngô xào, ngô xào anh em. Ừ, ngô xào đi. Ngô xào đi. Đấy Hiền. Đấy, không, chung. Lan. Đấy Lan. Thôi tao nghĩ mày nấu đi nhiều. Ừ, Nhi đi. Mày ơi, mày không nhớ quả không quả? Thôi, vì ai phải ra lại không ba chứ, ai ra băm đi. Băm gì? Băm thịt. Thôi ăn ngô thôi. Ngô xào thôi. Gì? Thô à? Bị gì vậy? Mẹ nóc thịt đi thì cuộc đời kìa. Cuộc băm thịt. Cuộc băm lâu lắm rồi. Thì dậy băm đi. Băm tí. Ngâm đi. Ngâm rồi. Thì ra là đã ngâm rồi. Thì ra đã có sự chuẩn bị. Ngâm như thế trước. Cái gì lúc mà tao vừa dậy phát là tao ngâm luôn. Bấm ít thì thôi nhá, thì ta làm được. Ít mà, có tí bọn. Tớ cắt được heavy gì. Tao đi. Có làm bì đâu. Chứ chúng nó để dành bì để làm gì thôi, cũng muốn vứt bỏ. Để nhiều trên giòn đấy. Không, nổ bì. Nào nhanh đi, có ăn không, có được không? Đấy, đang đợi thịt đấy đấy. Thịt đi nhanh, cứ là bì nó thử tí cái mì kia của mày sao ngon đó. À ừ. Thế này, thế thì băm thêm một ít thịt nữa để nấu. Băm hết rồi đấy. Oh my god. Nhưng cho lại lấu đi. Ấy chưa? Hả? Nhưng cho lại lấu đi.
Ừ. Lệ lấu đấy á. Ok. Lệ lấu đấy á. Lệ lấu à? Ok không? Thế ăn ok không? Đấy, ok không? Nhìn mặt là biết rồi. Ngon. Em chỉ cứng thì mới bảo tam bam. Thế thì mày nấu đi. Mức thì không ngon mày nấu đi. Lệ lấu, lấu cho mày ăn cái gì? Lệ lấu cho mày ăn cái gì? Chết rồi con này. Mày nó thuộc cái giọng tứ phương nơi nào đấy? Giọng Hà Tây. Không, cái từ LL nó hay bị trước đấy thôi mà. Đợt trước ở dưới cấp 3 cũng thế, con Vân cũng hay nhắc ta tạo trở đấy được. Ai xem tin lên hỏi Vân chưa? Ủa mày xem rồi. Tố tâm mơ. Tao xem rồi. Tao bảo là nghĩa là giọng của mày đang ở thuộc tứ phương nào đấy. Giọng Hà Tây cũng có mà giọng ở đâu cũng có. Đấy là giọng gì đâu, đấy là tao ngọng mà mày. Tư tố con mơ mày ơi. Kể đi. Kể đi. Tớ đang nhớ lại chuyện tình thực là tự chúng mình với Tân Nguyên thì tự tao mày. Xong rồi là con Quỳnh cái thứ là tự dưng đi vào chợ là quên méo à, đi vào chợ để sửa đồ này kia. Awesome. Sửa đồ này kia tự dưng ấy. Mày biết mấy cái chợ của mình không? Chợ mà mình bài đây. Không bán này bên kia đâu đây. Xong rồi là tự dưng ấy đang đi đến cái tao chụp bọn mình đi vào chỗ sửa đồ. Thì tự dưng con Vân ở trong đồ đang làm cái gì ở bán bên cạnh mình, kiểu bán quần áo ở kia ấy, quần áo ở ngoài chợ. Bán nhỏ. Xong đây nha, con Vân mặc cái áo kẻm, mình nhớ cái áo kẻm màu xanh, áo phông kẻm xanh của nó không? Áo phông á, làm gì có áo phông kẻm màu xanh. Áo phông màu xanh lá ấy, xanh lá kẻ trắng trắng ấy. Kẻ xanh kẻ trắng ấy, biết không? Không nhớ, tiếp đi. Đấy. Xong rồi tự dưng gặp nó ở đấy mày ạ. Thôi mày làm gì nó? Nó nói mình kiểu này thôi, nó kiểu mình vẫn hiểu cho mình thôi, mình kiểu mình không quen biết đâu mày. Nó kìa mày ơi, đấy chúng mình như thế mày. Xong mà tự dưng ấy, thế này tự dưng thắng đấy, mới mở ra thế lên Thảo Vân đang ảnh xịn xò như yêu, xong trái ngược với cái ảnh trong mơ mày. Trong mơ mày mơ đi ơi, yêu nó chắc là bao giờ thế đâu. Trông yêu người yêu nó nhìn trông như lớn tuổi nhỉ. Thì mày xem cái tin cái gì mà lễ tốt nghiệp chưa, chắc là người yêu nó cũng ra trường rồi đấy. Đang năm 4. Thì là 2K. Thì cứ cho là 202. Mình nghĩ ra nhìn cái thằng đấy nhìn nó lớn ấy. Ừ nhìn kiểu già dặn. Thế này mà bắt ra thế thì tạo bảo bắt ra. Anh định bảo cái gì nhỉ? Ôi mẹ ơi, xuống ngủ tối quá ấy. Tao mơ, à sáng nay chứ. Tao ngủ lúc nào ngủ thêm đi. Tao mơ là chúng mình ấy. Người chết ấy. Chị? Ai chết? Gặp người chết. À, đã tưởng ai chết. Xong rồi tao với con Lam này. Mơ là ở trọ nhưng đéo gì, trọ của chúng mình lại rất là rộng vãi. Rộng đằng sau còn có cả cây cái thứ mà mày. Wow, lonely kill đồ. Xong tao mày đi đốt vàng mã. Vãi chị. Thế thì nhưng mà nó lại bay tung tóe cả lên. Xong mình cứ phải đi nhặt. Mà đi nhặt nó còn bay ra quả ngoài vườn các kiểu. Xong á tao mày đi nhặt mãi không được. Cứ đốt nó lại bay tung tóe kiểu gió ấy. Thế xong lúc lên làm gì ấy? Thế là tao quay được dính cái gì ý. Không biết nữa đời tao, lúc đoạn đấy tao quên rồi. Thế là xong tự dưng bảo là, thế là ở trên tầng 3. Nó quay dính lên tầng 3. Thế xong một khoảng một ngày, ngày hôm sau à. Ồ, thì ở trên tầng 3 có người chết. Thì sợ vãi. Xong tao này cứ đi gì. Xong tự anh nhảy về nhà văn hóa. Nói chung là mơ ghê ghê. Chị nghe cái câu mà mơ nhà mình có người mất thì xung quanh có người mất. Người khác mất thì kiểu sẽ liên quan đến kiểu anh em mình không? Nhưng mà đấy là ấy mà, đây là tam mơ ở trên tầng 3. Thế không nghĩa tầng 2 nữa. Em nghĩ thật đấy Thư ạ. Ừ. Hả? Em nghĩ thật đấy. Nọ trước lúc 3 mình mất ấy. Em cách đến 3-4 hôm. Em mơ ai mất đéo gì, thằng em còn đi viếng thứ mà. Xong em đéo nhớ thì em chỉ biết là người ta mất. Em quen, em đi viếng, em cứ chạy hụt mạng thôi. Em đéo biết. Thế cái đấy 3 hôm. Vãi lạ thật. Sao quá. Thế xong chị Mỹ chỉ kể thì em... Đây chẳng phải người quen. Cũng chẳng phải người đấy. Con nào tao thái ngô lên anh em. Nhưng không một tí thì xong. Đừng có lười kiểu đó ấy. Bị tao rút mẹ mạng người. Đồ đề. Có mạng đây không? Đừng hay mạng ở đó. Mạng cả tầng. Dưới phòng ngủ đúng không? Tầng 1 đúng không? Chả biết ở chỗ nào luôn. Em thấy ở tầng 1 nhiều củ lắm. Thật á? Ừ. Muốn eo thon không? Dùng sao này? Mày bị ăn này. Mày sao giữ chưa Hiền? Thì vẫn chưa chửa Hiền. Mày mua làm nằm đấy ngủ ấy, thế nào nó cũng được eo thon luôn. Mấy cả đấy. Ghê đấy.
Ui la mà nhiều thế á, cái chắc phải bao nhiêu rồi. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bằng cá heo. Chúng mình cũng bắt đầu vào làm nhé. Ui, cái gì nhỉ? Mùi dầu mỡ. Rồi nấu ở ngoài cho còn đỡ đấy, trước cứ nấu ở trong ấy, xong lên trên kia. Ngửi thôi ạ, thì lấy cái mùi ấy rồi. Ta làm việc đó. Con người của đảng và nhà nước. Anh phải ai ghê gớm nữa. Ý anh là gì? Có bảo em ghê gớm đâu. Ý anh nói là gì? Ý anh nói là sao? Nhưng mà học kế toán này mình có ghi ai được vào đảng không? Thật ạ? Không phải được mà là người ta muốn được không chứ. Cái toán này họ bảo là chúng mày cứ như là buôn xì lẻ ấy thôi ạ. Hả? Đây. Ê, chân cả cà rốt. Để tạm vào đây nhá. Giống xì lẻ thật mà. Chết rồi, quên không nhìn đồng hồ. Trời ơi, làm ơn nhìn đồng hồ dùm cái. Một giờ. À, 10 phút 3 mấy. Ok. Mày dồ à? Brown. 10 điểm. Nếu lúc đó vào lần cuối em xin cái gì? Buông tay ra đi. Thôi Hiền, bây giờ mình học dần là vừa đi học xong để viết lại. Chúng ta làm lại. Chấm. 9 chấm. Tự tin. Cái gì đấy? Cô sau dễ mà không chết được. Cô đợi bọn chị. Có tính vãi ra. Vãi nhỏ. Ăn lắm thôi. Lam mày ăn lời lắm. Ăn không nghe tiếng luôn. Ăn ngậm mồm ấy. Tao này hả mồm. Chị nhường. Mày không ăn được rồi. Để hả? Thì ăn thử miếng to hả mồm rồi nhé. Anh ngậm mồm không? Em ra cả hai bên. Ra kiểu gì? Em lấy em bây giờ. Em đập thẳng xuống. Không đau à? Hai quen rồi. Thật đó. Trước là bên này bên này bị sâu thì em nhai bên này. Bên này hàn lại rồi thì em lại nhai sang bên này. Thế em nhai cả hai bên. Tưởng đang nhai bên này xong đá bên này trước em xong mình nhai một lúc hai bên được á? Ừ. Mày kiểu gì? Hả? Thấy bị phùng hai bên, bung phùng một bên không? Đây. Nhà nhau một bên. Đấy, nhà hai bên. Bây giờ mình ngay hai bên được không nhỉ? Ừ. Giờ ngay hai bên. Một lúc rồi. Ừ. Mình ngay thử xem nào. Đây này, há mồm ra ăn cái này. Ăn đi. Đấy. Ừ là phân cưa hai bên á. Ừ. Đấy. À, sao không ấy được nhỉ? Sao?
thể tao đang bị đau trong người ăn được. Đây là chỉ nhai ở bên phải thôi. Bên trái đau quá không nhai được. Không biết có lợn nhỉ. Alo. Đấy, nghe tiếng con lợn. Ui. Ui, ngó lại này. Xem anh Khánh chọc cái lợn. Xem anh Khánh chọc cái lợn. Không chọc cái lợn á? Đúng. Giữ lợn. Đúng. Giữ lợn cũng là một nghệ thuật đấy. Nghe tiếng lợn không? Có. Thì giữ lợn chắc phải khỏe lắm. Ui, thì chắc anh khỏe lắm. Ừ. Hôm qua Lang bảo là bữa lượng này nó khỏe lắm. Thế hôm qua anh Khánh bảo anh Lang bảo là anh Khánh trông người tao bây giờ ôm nó ăn là chứ này á à? Hai người cùng nhau hai người gầy ôm nhau tại chứ anh Khánh mà gầy ai thực sự được rồi biết anh nhìn thấy anh Khánh gầy không em còn chưa gặp lúc trước đoạn khô video anh Khánh cởi chân tôi thấy mỡ ơi. Cái vào cũng 12 lần sang ta nhớ được. Hey Siri. Chắc đang có. Trời ơi, nói gì mà nhớ. Oh what the fuck. Máy mày bị ảo à? Hey Siri. Gọi máy ta đi. Hey Siri. Hey Siri. Bố chơi đi. Kha. Anh. Cô anh gì nhỉ? Cô rồi. Cô gì nhỉ? Hey Siri. Bắt đầu vậy. I want. Cô chị gái yêu. I can help you find a place if you turn on the. Em mở máy đi à? Không có mở được mà. Thế giật mình. Khi mày đọc mật khẩu máy mày ra ấy. Không được không? Nó bắt mình mở ấy. Quá cái lệnh cơ, phải đọc đúng cái lệnh đấy nó mới mở. Được rồi. Thật ra. Ừ. Ở trên này. Ý em nói là gì? Ý em nói là sao? Ý em nói là bên cạnh em sẽ có thằng. Thật sự luôn ý. Thật sự là gì? Không thể chấp nhận nổi. Thật sự gì? Không chấp nhận nổi con sáng nay thật sự. Sáng nay là tiếng chuông báo thức của tao hay tiếng chuông báo thức của gì mà hiện dậy này? Tao chúng ta thấy tao lúc là tao mở mắt trước rồi tao thấy trước ốc thiên mới dậy muộn à sao mãi phải thấy hiện dậy lúc sau ơi thấy hiện dậy giờ dậy lúc nào thì em không biết không qua biết thì không biết chết làm sao biết mèo ơi bị tao ngủ thấy muộn đủ rồi tại tao thấy dậy rồi tại tao ôm bụng làm ngủ tiếp mày mai ngủ không á mai phải ngủ làm. Thế sớm ấy. Mới ở đây bao nhiêu ngày rồi? Mày nhìn thấy chơi mới chơi chớp nhoáng à, mày không thấy thế. Nhanh nhở? Tao cảm thấy nó như ngày hôm qua vậy. Mày mới chơi chớp nhoáng, tao chơi chơi đá. Tôi chơi đi. Chơi. Sao mấy bọn luôn này nhá. Sao mấy bọn này nhá. Nói chuyện mình phải trả lời nhá. Nói chuyện gì? Tối qua thế nhá, tối qua tao ngủ tao rất là bực mình nhá. Nói chuyện gì? Tao hỏi không có một đứa nào trả lời là có đi gay không. Thế thì chúng mày nằm đấy chúng mày ngủ mất thì làm nào. Ai ngủ mất người ta phải dậy đi ấy chứ. Tao hỏi cái gái không con cái nào cũng đồng thanh trả lời. Không. Không thì không đi chắc không đóng cửa. Ý em nói là gì? Ý em nói là trả lời người ta câu là tí chắc khác đóng. Thì người ta yên tâm ngủ tiếp. Tao muốn mày không yên tâm tao không trả lời đây sao? Ủa ăn gì hẳn đấy. Lúc này tao không dám mặt con hiền. Ê lúc này tao dưng cái theo cái phản xạ em tao dám mà nói sao đúng không? Tao dám một cái gì ấy? Dám tao. Hay tao cũng tự dưng chứ. Xin lỗi. Ủa? Sao tao lại tiếc? Tao muốn xuống rồi. Lấy mà uống. Lạnh rồi. Đây rồi.